Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, một Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, ban hành một số văn bản không đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không phù hợp, thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều vi phạm khiếm khuyết trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch, quản lý phát triển năng lượng điện, trong xây dựng cơ chế chính sách về giá điện và giá xăng dầu. 2. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVN đã có vi phạm khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác cán bộ, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa, thoái vốn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát, nêu trên kiểm điểm, nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế. Thưa quý vị, đến nay thì vướng mắc về cơ chế cải tạo chung cư cũ đã được giải quyết. Thành phố sẽ cố gắng để khởi công một số dự án ngay trong năm 2022 này. Đây là một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hoàng Mai và Gia Lâm nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 38 điểm cầu. Tại hội nghị, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm kiến nghị cơ quan trung ương và thành phố sớm đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine mũi 2, có giải pháp an toàn để sớm đưa học sinh trở lại trường học, sớm hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng, quy hoạch điểm du lịch xã Bát Tràng, đẩy nhanh tiến độ dự án trục đường Tam Trinh, cũng như triển khai sớm dự án đường vành đai 4 hay cải tạo các khu chung cư cũ. Tại hội nghị, Bí thư Đinh Tiến Dũng chia sẻ, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu không có COVID sang từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để thực hiện vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, trong thời gian tới đây, thành phố sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ quyết tâm hơn nữa để giảm mức độ ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có hai nội dung quan trọng là cải tạo chung cư cũ và triển khai dự án tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô. Dù Hà Nội đang từng bước nới lỏng, tuy nhiên Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, lúc này cần phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội vì người dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine là một rủi ro rất lớn. Từ đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần, tự giác, tự quản, phòng chống dịch bệnh. Bởi chỉ khi người dân vào cuộc thật sự tiếp tục phòng chống dịch từ trong gia đình tới từng ngõ, phố thì thành phố mới có thể yên tâm. Sau thời gian dài phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, hiện các trung tâm thương mại Vincom trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được phép mở cửa trở lại đón khách mua sắm. Tại đây, nhiều biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh. Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu, sau nhiều ngày đóng cửa, các gian hàng đã hoạt động trở lại đón khách mua sắm. Sau khi mà thực hiện cái việc đi làm trở lại bình thường 50-50 thì hôm nay mới có thời gian ra trung tâm mua sắm để xem đồ. Có cái cảm giác là cuối cùng nhịp sống cũng có chút bình thường trở lại sau rất là nhiều những cái nỗ lực của cả hệ thống với cả người dân trong cái việc đối phó với dịch bệnh. Mình mới đi được một số các gian hàng xung quanh mấy tầng ở đây thì mình thấy là đa phần các gian hàng cũng đều tuân thủ khá là tốt cái phòng chống dịch. Mọi người đều đeo khẩu trang cả, gian hàng nào thì cũng đều có nước sát khuẩn rồi các cái hướng dẫn rất là rõ ràng. Đây cũng là một trong những cái mà mình cũng khá là yên tâm. Khi vào thì cũng được các anh bảo vệ yêu cầu là quét mã rồi xịt khuẩn rồi đo nhiệt độ. Vì mới mở cửa trở lại nên lượng khách đến trung tâm thương mại còn thưa thớt. Hiện các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, khuyến mại để thu hút khách hàng đến mua sắm. Vẫn theo chính sách của nhà nước thì bên mình vẫn nhân viên vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp khách, chai rửa tay sát khuẩn để nhân viên dùng cũng như là khách hàng sử dụng khi tiếp xúc thanh toán hay là những lúc tiếp khách với nhau, khách hàng có thể sử dụng hay nhân viên. Thì hiện tại thì bên mình vẫn đang chạy chương trình sale cuối mùa thì với những rất nhiều sản phẩm giảm giá hấp dẫn cũng như là mẫu mã đa dạng cho rất nhiều đối tượng phù hợp. Khách hàng đến bên tôi thì khá là quan tâm đến mặt hàng túi sách, giày dép và kính nhiều. Bên tôi đợt này cũng đang có chương trình ưu đãi để hỗ trợ và thu hút khách hàng lại sau dịch. Khách hàng đến sẽ 100% phải quét mã QR, tuân thủ 5K và giữ khoảng cách tối đa. Hiện,
hệ thống Vincom cũng đang xây dựng công tác phòng chống dịch bệnh với mục tiêu trung tâm thương mại xanh, bao gồm thực hiện các nguyên tắc tuân thủ 5K, xây dựng không gian mua sắm, đón khách an toàn. Ngoài ra, trung tâm thương mại Vincom cũng hỗ trợ các hình thức bán đồ ăn mang về, hỗ trợ các gian hàng sớm phục hồi trở lại sau giãn cách. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ người làm báo VTC đã đạt được trong thời gian qua. Chia sẻ với những thách thức mà người làm báo VTC đang phải đối mặt hiện nay như sự cạnh tranh về nội dung và khán giả, nguồn thu quảng cáo với mạng xã hội, cũng như sự cạnh tranh với các cơ quan báo chí khác, ông Đỗ Tiến Sĩ gợi mở những hướng phát triển mới của đài VTC. Đó là VTC cần tận dụng nguồn tài nguyên quý báu và sẵn có, là truyền thống 76 năm vẻ vang của Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhiều đóng góp to lớn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, là thương hiệu VTC, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực truyền hình kỹ thuật số tại Việt Nam, để tự tin khẳng định vị thế của mình trong hệ thống báo chí của Việt Nam. VTC có đội ngũ người làm báo trẻ, nhiệt huyết và năng động, sẵn sàng dấn thân đến những vùng nguy hiểm khó khăn để có được nhiều tác phẩm báo chí chất lượng. Đặc biệt, nhiều ekip sản xuất của VTC đã có mặt tại vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh kịp thời thông tin về dịch bệnh. Ông Đỗ Tiến Sĩ cũng đề nghị đài VTC cần củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, bởi thực tế đã chứng minh nơi nào hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, kỷ luật trong đảng tốt thì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo đến công tác công đoàn, đoàn thanh niên. VTC cũng cần tạo dòng thông tin chuyên biệt, sở trường của VTC để thu hút khán giả và tìm chỗ đứng của mình trong làng truyền thông, phát triển nền tảng nội dung số để tiếp cận đông đảo khán giả hơn nữa. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ cũng đề nghị đài VTC cần sớm xây dựng đề án tái cấu trúc đài VTC, khẳng định sự tồn tại của VTC là cần thiết trong hệ thống báo chí truyền thông chủ lực của đất nước, khẳng định sự ghi nhận, niềm tin của đông đảo công chúng dành cho đội ngũ người làm báo VTC. Bộ Y tế ngày hôm nay vừa có văn bản khẩn gửi các bộ ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bộ Y tế cho biết để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Bộ Y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc.